Phân biệt kem chống nắng Omi Verdio màu xanh và màu hồng cùng emoji nhé. Omi Verdio là dòng kem chống nắng dành cho da nhạy cảm, đến từ thương hiệu Omi Brotherhood 100 năm tại Nhật Bản, với thành phần được chọn lọc kỹ lưỡng cùng công thức 5-0. Không cồn, không paraben, không dầu khoáng, không hương liệu, không chất tạo màu. Bổ sung thêm 5 chiết xuất thực vật: rau má, trùng ngây, hạt ý dĩ, hoa nhung tuyết và rễ hoàng cầm, giúp dưỡng ẩm cho da không bị khô và mất nước. Trên tay Emoji đang là Verdio Moisture Gel màu xanh và Verdio Tone Up Essence màu hồng. Đây là hai màu được ưa chuộng hơn cả so với những màu còn lại. Và cả hai màu này đều có chỉ số chống nắng là SPF 50+ và PA 4+. Điểm khác nhau: đầu tiên là Verdio Tone Up Essence được thiết kế là dạng tuyết cùng với màu hồng rất là dễ thương. Kết cấu dạng kem mềm có màu hồng hơi nhạt, sản phẩm có chứa bột ngọc trai giúp nâng tông sáng da hồng tự nhiên. Sau khi thoa lên da thì Emoji thấy là da được nâng tông nhẹ nhàng, không bị bết dính cũng không bị vệt trắng. Em này thì sở hữu 4 màng lọc chống nắng tốt là Zinosit, Octinosit, Titanium Dioxit và Uvinun A+, phù hợp dành cho da khô, da thường và da hơi dầu nhẹ. Tiếp theo là Verdio Moisture Gel được thiết kế dạng chai với tông màu xanh min tươi mát. Kết cấu dạng gel có màu trắng sữa, dòng này thì không nâng tông. Khi thoa lên da thì Emoji thấy da ráo lì, kiềm dầu rất tốt. Em này thì sở hữu tận 5 màng lọc chống nắng gồm Octinosit, Uvinun A+, Titanium Dioxit, Uvinun T150, Tinosop S, mang lại khả năng chống nắng mạnh mẽ. Phù hợp cho da dầu, da đang treatment, mọi người cũng có thể dùng để đi biển, hoạt động ngoài trời lâu dưới nắng gay gắt. Chị em nào da nhạy cảm muốn tìm một loại kem chống nắng an toàn, chất lượng thì thử ngay Omi Verdio nha!